Con gái Phi Nhung đăng clip vui đùa bên hai con nhưng lại sợ mẹ ruột la vì chi tiết này. Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân của mình, con gái cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy Phạm đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên các con cùng dòng trạng thái nhắc đến mẹ ruột. Cô viết, nếu con gửi mấy video này cho mẹ là con sẽ bị la, mẹ không bao giờ thích con gửi hình ảnh mà có filter, mẹ sẽ nói là thôi ghê quá đi, mẹ sợ lắm không thích đâu, chụp bình thường thôi nhé, đang nhớ mẹ. Trong clip, Wendy Phạm cùng hai con trai nô đùa bên nhau, nhóc tì Nathan càng lớn càng điển trai và ngoan ngoãn. Cậu bé học rất giỏi và luôn biết nhường nhịn em trai của mình. Còn Nikolai càng lớn lại càng khấu khỉnh, lém lĩnh và có nhiều nét tính cách của bà ngoại nổi tiếng của mình. Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Wendy Phạm hiện đã chuyển nhà đến một thành phố khác sinh sống. Cô cũng xin được việc làm như mong muốn của mẹ mình khi còn sống. Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung để lại nhiều đau xót trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ. Cho đến hiện tại, khán giả chưa tin rằng nữ ca sĩ vĩnh biệt trần thế. Con gái cô vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh xưa cũ của mẹ lên trang cá nhân. Cô cũng đăng ảnh và clip về cuộc sống hiện tại của mình và các con để người hâm mộ thêm phần an tâm.